Tiếp theo sau đây, Hân mời các bạn cùng đến với cô Phụng và nghe cô chia sẻ với học trò của mình về vấn đề lạm dụng tình dục cũng như những cách phòng tránh. Có thể nói, đây là một vấn đề quan trọng với mọi lứa tuổi, đặc biệt ở tuổi mới lớn như chúng mình đó. Nào, xin mời các bạn cùng lắng nghe kịch ngắn Lạm dụng tình dục. Sáng thứ sáu, cô Phụng do có giờ dạy hai tiết đầu nên vào trường sớm. Vào đến nơi, cô đi ngay lên lớp 8A, lớp do cô chủ nhiệm kiểm tra việc trực nhật của Long và Hải. Đây là thói quen của cô và cũng vì hai cậu học trò này hơi hiếu động hay bỏ việc đi chơi. Khi chỉ còn 10 bước chân nữa là tới cửa lớp, cô hết sức ngạc nhiên. Lớp đã được quét dọn sạch sẽ, hai cái loa phóng thanh của lớp 8A đang ngồi cạnh nhau, vẻ mặt băn khoăn và đang trao đổi với nhau điều gì đó. Chắc lớp không có ai nên hai cậu trò này không vặn hết volume đây. Cô nghĩ vậy và bước nhẹ nhàng đến cửa lớp, âm thầm lắng nghe câu chuyện của học trò mình. Là sao? Mày nghe cái đó ở đâu vậy Long? Thì hồi tối hôm qua nè, trên đài chứ đâu. Đại loại là những đứa khuyết tật như mình thì dễ bị người ta lạm dụng tình dục. Rồi thì lạm dụng tình dục để lại nhiều hậu quả rất nghiêm trọng về sau đó. Nghe ghê lắm. Gì ghê à? Mà lạm dụng tình dục là làm gì? Trời ơi, ai biết đâu. Mấy cái vụ này chưa có ai nói tôi biết hết. Vậy hay là mình hỏi cô chủ nhiệm đi. Cổ mà biết là tôi đó, đừng dại dột. Trời đất ơi, chứ không lẽ sợ cái mình không biết vậy đó hả? Thì... Ôi trời ơi, chạy đi đâu mà giữ vậy em? Em xin lỗi cô. Tiêu rồi. Đó là một em học sinh chạy ào qua trước cửa lớp 8A. Nó đâm sầm vào cô vì không biết có người đứng đó và cô cũng không tránh kịp. Cô Phụng nhẹ nhàng đỡ em học sinh đó đứng dậy rồi đi luôn xuống phòng giáo viên. Giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Học sinh, Nghiêm. Chào các em. Mời các em ngồi. Hôm nay, ngoài những việc vẫn làm trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm, cô sẽ nói với các em một chút về vấn đề lạm dụng tình dục ở trẻ em. Đây là một vấn đề mà gần đây báo chí cũng nói rất nhiều. Cô nghĩ lớp mình cũng có một số bạn thắc mắc mà chưa có dịp để hỏi phải không nè? Long và Hải hơi đỏ mặt. Cô Phụng cười hiền hậu và nói tiếp như không hề thấy biểu hiện của hai cậu học trò. Trước tiên, các em có thể hiểu lạm dụng tình dục là hành vi mà người lớn dùng vị thế của mình để dụ dỗ hay ép buộc trẻ tham gia vào hoạt động tình dục. Ví dụ như là sờ mó những chỗ kín, tiếp xúc miệng, giao hợp bằng ngón tay và cao nhất là qua đường sinh dục hay hậu môn. Bên cạnh những hành vi tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, còn có những hành vi không tiếp xúc như là khoe bộ phận sinh dục, nhìn trộm, sử dụng hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Thưa cô, em nghĩ là cái này chỉ có các bạn gái mới bị thôi mà. Tụi em là con trai, đâu có gì đâu mà phải lo. À, các em biết không, người ta chỉ nói tỷ lệ trẻ em gái bị lạm dụng tình dục cao hơn, chứ không nói là trẻ em trai thì không bị. Do đó, dù là ai thì cũng phải biết mà đề phòng nha các em. Bây giờ các em tập trung lắng nghe những nguy cơ dẫn đến lạm dụng tình dục nè. Trẻ em gái thì có nguy cơ bị lạm dụng tình dục cao gấp 2,5 đến 3 lần trẻ em trai. Tuổi càng lớn thì nguy cơ bị lạm dụng càng cao. Những trẻ chậm phát triển, tâm thần hay những trẻ khuyết tật thì có nguy cơ bị lạm dụng nhiều hơn. Các em có biết vì sao không? Lớp bàn tán xôn xao nhưng chưa có ai dám giơ tay. Cô giáo nhẹ nhàng. Long, thử nói cho cô và các bạn biết được không em? Thưa cô, chắc là vì các bạn ấy phải phụ thuộc vào người lớn vì chưa biết tự vệ sinh cá nhân à. Ừ, vì các em này phải phụ thuộc vào người lớn những việc như bạn mình nói vậy. Mà những việc này thì thường kín đáo nên không có ai biết. Những em chậm phát triển thì gặp khó khăn trong giao tiếp. Còn các em bình thường thì đôi khi không biết mình bị như vậy hoặc sợ không dám nói ra đó các em. Bây giờ, Long có vẻ như đã quên đi việc cô Phụng nghe mình và Hải tám chuyện hồi sáng. Cậu trò bắt đầu phát huy sự nhanh nhẩu hay hỏi gặn thầy cô của mình. Thưa cô, vậy thì lạm dụng tình dục có hại như thế nào ạ? Ừ, có chứ em. Việc lạm dụng tình dục để lại rất nhiều hậu quả về sức khỏe cũng như tinh thần. Ví dụ như là tổn thương cơ quan sinh dục hay mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIVS nè. Với những em gái đã bước vào tuổi dậy thì nguy cơ có thai ngoài ý muốn và được phát hiện trễ là rất cao. Trường hợp này, sức khỏe và tương lai của những người mẹ cũng như những đứa con bất đắc dĩ ấy không có gì là đảm bảo hết các em à. Dạ thưa cô, vậy còn những tác hại về mặt tinh thần thì sao ạ? À, các em biết không, hậu quả về tinh thần mà trẻ bị lạm dụng phải hứng chịu không phải là ít.
Các em này có thể bị rối loạn hành vi nè, tỏ ra lo lắng, sợ hãi khi tiếp xúc với người khác giới, sống khép mình, không tham gia những hoạt động tập thể. Và còn có những hậu quả ảnh hưởng đến cả tương lai của các em này đó em à. Từ đầu giờ, do biết cô Phụng nói bóng gió để ám chỉ mình và Long, Hải cũng ngồi im lặng, không hé môi nói nửa lời. Thấy cặp bài trùng của mình đặt câu hỏi, Hải lấy hết can đảm giơ tay. Dạ thưa cô, vậy có cách nào để đề phòng không cô? Lớp đừng có làm ồn nè. Các em biết không, thân thể là tài sản quý nhất của mỗi chúng ta, do đó không ai được phép chạm vào, nhất là những chỗ kín, phải cương quyết từ chối. Ngoài ra, các em cũng bắt đầu lớn rồi, do đó có những sinh hoạt hàng ngày mà các em cần phải khéo léo, không để người khác có cơ hội nhìn thấy những chỗ kín của mình. Ăn mặc kín đáo cũng là một cách tốt để phòng tránh đó các em à. Đối với các em, là học sinh khiếm thị, khi ra đường có rất nhiều người xung quanh quan tâm giúp đỡ. Điều đó rất đáng quý. Tuy nhiên, các em cũng nên cẩn thận vì có thể có những người lợi dụng các em vì các em là người khuyết tật đó. Cô ơi, làm sao biết được người ta có lợi dụng mình hay không ạ? À, đúng rồi, các em không nhìn thấy nên khó mà nhận biết được những biểu hiện của người ta. Nhưng các em có thể đề phòng bằng cách kiên quyết từ chối đi với họ đến những nơi vắng vẻ, nơi mà mình chưa từng biết. Khi thấy người ta có những biểu hiện muốn xâm hại đến thân thể, các em phải la lên để mọi người xung quanh biết và giúp đỡ. Với những người quen biết, khi thấy họ có hành động tỏ ý muốn đụng chạm vào những chỗ riêng tư, thì em phải nói với ba mẹ, thầy cô, nói chung là người lớn để được giúp đỡ kịp thời. Người lớn sẽ không la mắng các em đâu. Dạ, chúng em cảm ơn cô. Vậy mà tụi em cứ sợ là lúc hỏi cô thì... Thôi được rồi, dù sao thì cô cũng có lời khen hai em vì đã biết quan tâm tới những điều cần thiết để tự bảo vệ chính mình. Và cũng là học hỏi thêm những điều mới lạ. Đáng khen hơn là hôm nay lớp học đã được quét dọn sạch sẽ mà không cần cô nhắc nhở. Lớp cho hai bạn một tràng pháo tay nào. Tuần này lớp mình cũng không có vấn đề gì để cô và cán bộ lớp phải giải quyết. Vì vậy cô cho các em nghỉ sớm. Nè nè các em, còn 10 phút nữa mới hết tiết đó nha. Do đó các em nghỉ tại chỗ để tránh làm ồn các lớp bên cạnh nha. Ai có bài vở gì chưa làm xong thì có thể lấy ra xem lại. Dạ! Yeah. Buổi sinh hoạt chủ nhiệm hôm ấy kết thúc vui vẻ trong tiếng cười đùa của học sinh lớp 8A. Tan lớp, cô Phụng đứng lặng nhìn theo hai cậu học trò của mình bá vai nhau đi xuống cầu thang, vẻ mặt hớn hở. Bất giác cô mỉm cười. Các bạn thân mến! Bước vào tuổi dậy thì, ý thức về giới tính của mình đã rõ rệt. Do đó, việc các bạn thích làm dáng một chút để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới, quả là một nhu cầu chính đáng đúng không nào? Điều đó đôi khi khiến bạn trở nên xinh xắn hơn trong mắt mọi người. Việc bạn cảm thấy mến một người nào đó vì tài năng hay vì cách nói chuyện vui vẻ của họ cũng là hết sức bình thường. Tuy nhiên, đó có phải là tình yêu nam nữ hay chỉ là những tình cảm tốt đẹp mà những người bạn, người anh em đối với nhau thôi? Điều này hãy để thời gian trả lời bạn nhé. Hiện tại, ta hãy giữ gìn và trân trọng những tình cảm trong sáng, tốt đẹp ấy, để những ngày tháng bên mái trường luôn là những kỷ niệm thật đáng nhớ. Song song với sự chăm chút cho vẻ bề ngoài, thì việc bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương về sức khỏe và tinh thần, như những chia sẻ của cô Phụng lớp 8A cũng thật là cần thiết đấy chứ. Mong rằng qua hai câu chuyện trên, các bạn sẽ tiếp tục góp nhặt được những điều mới mẻ, bổ ích để trang bị cho tương lai còn rất dài phía trước của mình. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe để luôn là con ngoan trò giỏi của cha mẹ và thầy cô. Những người thực hiện gồm: tác giả Đặng Mạnh Cường, Trương Thị Hằng; biên tập Thục Hảo, Trương Thị Hằng; đọc lời bình Thục Hảo; kịch ngắn Có Phải Tình Yêu, Thùy Dương dẫn kịch; Ngọc Thắm vai Hoài Thương; Lý Huỳnh vai Tuyết Vi; Trương Thị Hằng vai Hạ Như; Dương Thị Diễn vai chị Ngân; Nguyên Lộc vai anh Khang; kịch ngắn Lạm Dụng Tình Dục, Thùy Dương dẫn kịch; Hồng Nhan vai cô Phụng; Tuấn Anh vai Hải; Hữu Quốc vai Long và một số nhân vật khác. Chân thành cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.